Hello, người tôi là Vân và hôm nay tôi lại trở lại chương trình livestream chia sẻ những sản phẩm của Thích Làm Mộc, Store Làm Mộc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho người những sản phẩm của Solar, và trong chương trình này mình cũng có dành cho mọi người một ưu đãi cực kỳ đặc biệt. Đó là những ai mua hàng Solar, chú ý chỉ sản phẩm của Solar thôi nhé. Trên hóa đơn 1 triệu đồng sẽ được tặng một cây thước trị giá 171.000 sản xuất tại Thụy Điển. Đây là cây thước thợ mộc. Hàng này cũng có thể là mọi người sẽ không có quen dùng, nhưng mà nếu mà đã dùng rồi thì rất là ghiền. Sản phẩm này khá đặc biệt đó. Đây thì đó là quà tặng mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đầu tiên, hàng Solar. Đây thì mình sẽ dành 5 phút để giới thiệu về Solar. Solar là một hãng chuyên sản xuất về thước, tức là các dụng cụ đo của Áo, và hàng này là hàng sản xuất tại Áo. Có một số sản phẩm nó sản xuất tại những cái nước khác của châu Âu, như là Anh, hoặc là như cây thước này là sản xuất tại Thụy Điển. Cái thước này thì nó sẽ gia công bởi hãng Hiutafor. Hiutafor là một hãng của Đức, thì cũng chuyên sản xuất thước và một số sản phẩm khác. Trong những cây này cũng là Hiutafor gia công. Thì Solar thì nó rất là chú trọng về chất lượng. Đối với chất lượng về thước thủy thì mình đánh giá nó là hàng đầu hiện tại trên thế giới so với những gì mà mình biết. Còn những cái khác thì mình không biết, mình không có cơ sở để so sánh. Nhưng so với những cái thước thủy đang có tụi mình đang bán thì nó là số 1. Nó ngon hơn cả những cái thước của Nhật nữa. Đó là cái điều đặc biệt của Solar. Còn riêng về những cái sản phẩm thước như là thước ke thì mình nghĩ nó cũng không có qua được hàng Nhật, nó cũng dưới Nhật một chút xíu. Còn về thước kéo thì gần như là số 1. Đó là cái ưu khuyết điểm của nó. Rồi thì cái cây thước này dùng để làm cái gì? Đây là một cây thước mà mọi người sẽ thấy những thợ mộc hồi xưa rất là hay dùng, nó gọi là thước gập. Cây thước này nó sẽ có thể kéo ra dài, rất là dài như thế này. Mình cứ mở ra thôi, và đây là hàng chuẩn châu Âu nên là cái chất lượng của nó thì mọi người khỏi lo. Cây này kéo bung ra hết là 2 mét. Mỗi một cái gập này là nó có 500 hết, khi mình bung vô nó sẽ tự gập vô như thế này. Hàng này nếu mọi người mua ở ngoài tiệm bây giờ hầu như là ở Việt Nam người ta không có làm nữa, không ai sản xuất cái này nữa. Và nếu mà chúng ta muốn mua cây thước chất lượng thì cũng gần như là không thể tìm thấy. Sản này thì mình có một hàng sản xuất nữa là của Sinh Hoa. Sinh Hoa cũng sản xuất thước giống như vậy, nhưng mà về cái sự tiện dụng thì mình thấy Solar nhỉnh hơn một chút xíu. Cái thước này thì nó làm bằng gỗ ha, bằng gỗ nên là chất lượng tốt hơn. Có một loại để làm bằng nhựa nữa, nhựa thì nó sẽ không bằng gỗ. Thì cái này thì hàng sản xuất tại Thụy Điển, thì mình đọc cho mọi người những cái tiêu chuẩn của nó. Thì con này nó đạt được cái tiêu chuẩn là ECE, tức là tiêu chuẩn châu Âu á, rồi M17-0402 class số 3 và chuẩn KK. Cái chuẩn KK này là gì thì mình cũng không có biết. Thì đây là một cái thước vừa dùng để xài và vừa dùng để sưu tầm. Thì khi mình đo thì thường sẽ cầm sẽ đo như thế này. Đây mọi người sẽ coi gần để chúng ta có thể biết cái cách sử dụng của cái thước này. Thật ra mình cũng không phải là chuyên gia trong việc này, mình cũng mò thôi. Thì cái thước này thì khi mình thay vì mình dùng thước kéo á, thước kéo thì nó sẽ được cái tiện dụng là mình có thể đo như vậy. Nhưng mà mình muốn đo từ cái mép vô đây thì mình không thể để như vậy được. Mọi người thấy để như vậy nó bị cơi ha. Mình phải để ngang như vậy, và mỗi lần mình xài thì nó sẽ hơi bất tiện một chút. Cái thước này thì nó sẽ tiện cho chúng ta khi đo những cái như thế này, dạng như là chúng ta đo ở giữa nè. Ví dụ chúng ta đo 5 thì chúng ta 5 ở đây thì chúng ta sẽ gạch đánh dấu đó, đại loại như vậy đó, mọi người thấy. Và nó có thể làm cái thước để chúng ta ke, chúng ta gạch đại loại gì đó, thì nó sẽ tiện dụng ở cái mức cái chức năng như vậy đó. Chúng ta có thể dùng chúng ta gạch ha. Đó là cái thước này. Ngoài ra thì mình cũng có thể làm được cái nhiều cái việc, cái trò hay ho khác thì mọi người tùy ha. Ok, thì cái thước này đang bán được hết là một giá 171.000, và mình sẽ tặng miễn phí cái thước này cho tất cả những cái đơn hàng phát sinh khi mua sản phẩm của Solar trên 1 triệu đồng. Đó là mức gọi là mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả những khách hàng của Thích Làm Mộc, và mình chỉ dành cho 10 người duy nhất. Thì đây mọi người thấy trên bàn mình có nguyên một giải ở đây. Đây là tất cả những sản phẩm còn lại của mình, và mình sẽ tặng free cho những ai mua hóa đơn 1 triệu. Lưu ý hóa đơn của Solar nha, còn mọi người mua sản phẩm khác mà cộng với Solar trên 1 triệu mình cũng không có áp dụng. Và điều đặc biệt hôm nay là mình áp dụng cho tất cả những đơn hàng phát sinh, từ trên web đến Alo đến Facebook đến
đến trực tiếp cửa hàng, và số lượng rất là hạn chế tại vì sản phẩm solar mình cũng không có còn nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô những sản phẩm chi tiết khác mà mình sẽ bán giới thiệu cho mọi người trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho người đó là những cái cây thước tre vuông của hãng solar. Ở đây mình có nguyên một dải, mọi người thấy rất đẹp à, để xuống cho mọi người xem. Thì đây là những cây thước tre vuông kích thước là 200, 250, 400 và 500. Xin lỗi mọi người, đây là 200, 300, 400 và 500. Đây là cây thước 200. Thì cái thước này là cái thước gần như là cao cấp nhất của solar. Đây. Thì cái sự cao cấp nó thể hiện ở đâu? Thứ nhất là cái cán của nó là cán bằng nhôm. Thân của nó là thép không rỉ ha. Thép không rỉ ở đây nó vẫn bị in dấu bằng tay nha. Những cái vật mà bằng inox khi mà người xài á, chú ý cái tay mình cầm vô nó rất là dễ bị bám vân tay. Nhưng cách để chúng ta khắc phục thì khá là đơn giản, mọi người chỉ cần mua một chai Pronox Super Brace à, chùi con cái là đẹp bóng liền à, mua thêm một cái chai đó nữa, mình cũng có bán luôn. Thì ở đây mọi người xem những thông tin đó đó ha, cho kỹ à. Đây chữ inox là bằng inox ha, thép không rỉ solar. Cái thước này dài 200, này là nhôm đúc nguyên khói, rất nặng, chắc tay ha. Hàng này thì nó đạt chuẩn như thế nào mình sẽ xem trên thông tin. Thì con này là thước Slowbus Color, made in Austria là Áo nhé. Australia mới là Úc, còn Australia là Áo ha, chấm AT nè. Mọi người cứ xem trên website của cái hãng này thì chúng ta có thể biết thêm thông tin. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ thử test cho mọi người xem. Thường khi mà anh em xài thước thì chúng ta sẽ quan tâm một là độ ke ngoài, hai là độ ke trong. Đó. Thì đây là hàng solar, chuẩn của nó là chuẩn châu Âu. Bữa trước cái có nhiều số khách hàng than phiền là nó không có chuẩn, và mình cũng đã phản hồi lại với bên đại diện của hãng luôn, nó qua bên đây thì mình nói bán vốn ở này thước ở ngoài có nhiều khách hàng của ta nói nó không có chuẩn, cái nói là không có chuyện đó được, tại vì cái thước của nó đã trải qua cái việc test rất là kỹ trước khi xuất xưởng. Thì bây giờ mình sẽ thử lại. Thì để test cái thước này thì chúng ta lấy một cái tờ giấy ha, chúng ta gạch một cái đường. Lưu ý mọi người, khi mà chúng ta sử dụng cái thước này, cái thước càng dài thì khi mà cái độ chúng ta gạch ra càng xa đó thì cái độ chính xác của nó sẽ càng giảm. Đó, bây giờ mình gạch thì người ta sẽ lật cái tờ giấy lại và mình sẽ gạch phía bên kia xem là hai cái đường gạch nó có trùng với nhau hay không. À, đây mọi người thấy cái giấy mình nó ke với cái thước của mình, và mình tiếp mình gạch. À, đây hoàn toàn chính xác nhé. À, đây là cái chỗ tiếp điểm của mình thì mình tiếp tục. À, mọi người sẽ thấy mình ướm cái thước vô nha, tại cái giấy này nó mỏng quá mình cũng khó mà coi, khó quá ha. Đây đó, nhẹ thôi, vừa thôi. Thì đó là cây thước dài 200. À, thì cái cây thước này đang bán tại Thích Lòng Mộc, giá của nó là 423.000, mã số của nó là Solar SRB 200. À, 423.000. Nếu chúng ta muốn cây thước dài hơn thì mình sẽ giới thiệu mọi người đó là cây SRB 350, đó là dài 350mm. Đây. À, thì cũng giống như cây thước kia à, nhưng mà nó dài hơn, cũng y chang như vậy. Cây thước solar thì cái thân này nè nó làm cũng rất là dày, so với những cây thước rẻ tiền trên thị trường thì nó dày hơn rất là nhiều, nhưng so với cây thước của hãng Sinhua thì nó mỏng hơn một chút xíu à. Ok, không ưng ý với cái này nữa, chúng ta có thể mua cây dài hơn. Cây này thì giá của nó là 520.000, mã là SRB 350. Rồi, dài hơn thì chúng ta có SRB 400. 400 đây. Cái 400 này thì giá của nó là 520.000. Ủa, SRB 400 là 552.000 nè. Nếu chúng ta mua hai cây này là chúng ta đã sẽ được tặng một cây thước này rồi, là đủ trên 1 triệu rồi, chúng ta đã được tặng rồi. Cây thước mà từ 350 trở xuống á thì chúng ta rất là dễ tìm kiếm. Đây là bắt đầu hàng hiếm nè. Cây thước mà từ 400 đến 500 hầu như trên thị trường chúng ta sẽ không tìm được một cây thước ke nào dài như thế này. Đây chúng ta xem, rất là dài ha.
ha. Đâu cho màn hình coi, màn hình full nè. Đó. Dài, rất là dài. Cái thước này rất là khó tìm ha. Nên là khi mà chúng ta sử dụng cái thước dài như vậy thì nó sẽ bị một cái khuyết điểm là cái độ sai số của nó sẽ cao khi mà chúng ta gạch như thế này. Nhưng mà đây là hàng chuẩn châu Âu nên mọi người cũng yên tâm về cái chất lượng đó. Nó có thể lệch một chút xíu thôi nha. Cái đó là cái do lệch chúng ta thao tác hoặc là khi mà những cái lỗi gì đó thôi. Còn về mặt gia công thì người ta đã test rất là kỹ. Thì hàng này là hàng chuẩn châu Âu mà. Cái chuẩn châu Âu cũng chuẩn rất là cao, chuẩn CE đó. Rồi, thì cái thước này tới 50 cm. Chúng ta rất khó tìm cái thước này trên thị trường nha. Thước có cán dài 50 rất khó tìm. Và cái thước này đang bán từ hết là 1, giá là bao nhiêu? Cây này là SRB 500 thì giá của nó là 576 ngàn. Nếu mà anh Tam Quốc Go gì đó, anh muốn mua cái thước Nhật thì nó có Sinhwa nha. Sinhwa thì nó chỉ dài 200, 250 và 300. Còn solo anh Nhật Trường hỏi có thước dài 30 không thì hiện tại thì bên mình cũng có 30 SR30 ba, có em kiểm tra coi SRB 30 300. Ở đây thì không có trên cái bàn này, không biết là trên web mình có hay không, mình cũng không nhớ nữa, không biết bên dưới còn không. Thì nãy lấy cái hàng trưng bày ở dưới đem lên review cho người xem. Solar SRB 300 có không? Rồi mọi người thấy thì khi mà mình mua chỉ cần một cặp này thôi là chúng ta đã có, này là 350 rồi. Không có 300 không? À, một cặp này thì chúng ta đã có được khuyến mãi rồi ha. Trên 1 triệu là được tặng một cây thước này 171 ngàn. Đó, 300 là 459 ngàn. Giá trên web mọi người cũng có thể đặt mua. Hình như là cũng có hàng sẵn đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cây thước tiếp theo của hãng Solar. Đó là cây thước kéo chất lượng cao. Thước Solar này, thước kéo này là cái thước 8m. Mình có thước 5m, 3m nữa. Nhưng mà hiện tại thì không có hàng. Hàng Solar thì nó sẽ in một bên hàng Nhật của KDS hay là của Sinhwa này đó, thì nó sẽ in hai bên. Ngược lại thì nó sẽ có một cái khuyết điểm, đó là hàng của Nhật thì nó không có đo trong được, hàng của Solar thì nó đo được bên trong cả bên ngoài. Bên ngoài chính là tấm móc, chúng ta đo như thế này là đo ngoài, còn đo trong là chúng ta sẽ đo từ cái điểm A đến điểm B, chúng ta đo cái mép này bên trong. Thì ở đây nhà sản xuất người ta đã tính được cái chiều dài của cái thân này rồi bao nhiêu, người ta cộng vô rồi. Thì ở phía sau này nó có ghi đó là cộng vô 80 mm. Tức là chúng ta đo, ví dụ từ đây tới đây chúng ta đo là 50 thì chúng ta cộng thêm 8 nữa thì nó ra là 58, là đúng cái kích thước mà chúng ta cần đo trong bên trong. Tại vì khi mà chúng ta đo bên ngoài, chúng ta đo lòng trong nhưng mà chúng ta móc bên ngoài thì nó rất là khó, tại vì nó sẽ sai số, nó sẽ cao. Cái sản phẩm của Solar, một cái điều mà rất là đặc biệt mà mọi người sẽ cần phải chú ý đó là cái chất lượng gia công của nó rất là tốt. Thứ nhất về màu sắc, về mức độ, về cái việc sơn. Sơn rất là đẹp, không có bị chói nha. Mọi người thấy ở đây mình đánh rất là nhiều đèn nhưng mà vẫn không bị chói. Đó là một cái điều đặc biệt của nó. Thứ hai, độ hoàn thiện hai bên này rất là tốt. Nó sẽ chống được cái tình trạng là bị tróc, bị bong khi chúng ta sử dụng lâu ngày. Và cái việc này, cái sơn này chất lượng cao cũng chống cái tình trạng bị bóc, bị trong luôn. Tức là nó sẽ bền hơn những cái loại thước khác. Có điều là hơi câu này thì khi mà mình kéo ra, mình muốn giữ lại thì mình sẽ đè ấn cái tay chỗ này. Nè, mọi người để ý nha. Nè. Ấn đây. Đây. Mình giữ ngón tay mình lại. Mình giữ ngón tay mình lại như thế này. Giữ bằng ngón tay. Còn ấn cái này hình như nó sẽ không có tác dụng mấy. Rồi. Còn đây là cái mình muốn gài thì mình sẽ bấm này. Mình gài lại. Đó. Rồi không mình bung lên. Nó thu vô rất là nhẹ. Mình nghe tiếng nè. Rất là nhẹ nhàng. Và cái độ chiều ngang của cái này là 25 mm, tức là 2.5 cm, cái khoảng ngang này nè rất là dày nên là chúng ta có thể bung được khoảng cách rất là xa. Một cái điều mà mọi người sẽ thấy khác biệt, rất khác biệt của nó, đó là cái việc trừ hao ở cái phần kéo này. Mọi người thấy cái nút này khi mà chúng ta xài nó sẽ đưa ra rơm nè. Nhiều người mới xài không biết, tưởng là nó hư. Không phải, đây là khi mà chúng ta kéo ra, chúng ta móc như thế này thì cái máu này nó sẽ tự trừ hao. Thì ngay cái mí mép ngoài cùng của cái thước này nó sẽ trùng với cái mép mà chúng ta muốn đo. Chúng ta sẽ làm sao để cho mọi người thấy đây, để mình lấy cái miếng gỗ. Cái này mình cũng hay giải thích chúng ta hoài. Đây.
À, khi chúng ta kéo vô thì cái mép phía ngoài, cái mép cuối cùng này nè, nó sẽ trùng ngay cái mép ngoài chúng ta cần đo. À, những cái thước khác thì nó sẽ trừ hao, mọi người sẽ thấy nó không nằm ngay cái mép mà nó sẽ nằm thụt vô, nhưng cũng không phải là nó không chính xác mà là người ta đã trừ hao, ví dụ như là người ta một vạch hai vạch người ta trừ hao. Còn Sola đã làm được một cái điều mà mình thấy những cái hãng khác không làm được, đó là nó không cần trừ hao luôn. À, tức là nó trừ hao bằng cái độ gập vô của cái móc này. Và cái móc này hay lắm, chúng ta móc ngoài nó cũng trừ được mà chúng ta đẩy vô trong này nó cũng trừ được. Đây mọi người sẽ thấy khi mình đẩy vô trong nhé, mình đẩy vô trong thì cái mép này nó vẫn nằm ngay cái mí của miếng gỗ luôn. À, nó không có bị thiếu mà nó nằm ngay mí luôn, rất là chính xác. Đó là cái sự khác biệt của thước Sola mà mình thấy là những cái thước của những hãng khác không làm được. Và giá của nó cũng rất là tốt. Cây này là cô Sola KO 8ME thì giá của nó là bao nhiêu đây? Giá của nó là 287.000, mức giá rất là tốt ha. Rồi, nếu mà chúng ta không ưng ý với cái này nữa thì chúng ta có thể sử dụng một cây thước cao cấp hơn, đó là cái thước này. Đây là cô 5M không có E ha. Thì cái này là hàng sản xuất tại Anh. Cái thước này là hàng cao cấp gần như là cao cấp nhất của hãng Sola. Thì cái thước này nó có gì đặc biệt? Thứ nhất là mọi người thấy nó được gia công phía ngoài bằng kim loại nè, nó sẽ cứng cáp hơn, chắc chắn hơn. Và điều đặc biệt nhất ở đây đó là nó có 500 tự tính. Khi mà chúng ta đo, chúng ta chỉ cần chích vô một cái như thế này. Đây mọi người sẽ thấy mình lấy một cây thước, chúng ta để ý. Bình thường nếu chúng ta muốn đo trong thì chúng ta sẽ đo như thế này, chúng ta sẽ đẩy vô, chúng ta để vô ha, chúng ta ướm như thế này thì chúng ta kéo ra kéo ra được ha. Còn bây giờ cái thước này nó sẽ làm được cái chuyện mà chúng ta sẽ rất là tiết kiệm thời gian. Nó sẽ hít vô đây, đây nó có 500 nè. À, chúng ta kéo. À, tức là những anh em nào làm về cơ khí hoặc là làm trên những dàn sườn khung sắt rồi đó, chúng ta kéo thoải mái. Và kéo như vậy thì nó không chính xác là sao? Không, nó đã trừ hao hết tất cả những cái chuyện đó ở trong đây rồi. Khi chúng ta kéo ra, khi chúng ta kéo ra như thế này thì nó cũng đã trừ hao trong cái cục 500 này rồi. Và khi chúng ta đẩy vô nè, cái điều đẩy vô mới hay. Đây mọi người xem, cho mọi người xem lúc đẩy vô nó cũng trừ hao giống y chang cái nãy luôn. Mặc dù cái 500 này nó dày, rất là dày, nhưng mà khi đẩy vô nó vẫn ngay mép luôn. Mọi người để ý nè, cho mọi người xem gần. Ngay mép luôn nha. Và khi chúng ta kéo ra nè, chúng ta kéo ra ha, nó sẽ, mọi người sẽ thấy nó hở một khúc phải không? Đây nè, nó hở một khúc nè. Nhưng mà sao? Nhưng mà người ta đã trừ hao cái việc đó trên cây thước này rồi. Nên là khi chúng ta dù có kéo ra hay chúng ta đẩy vô như thế này, nó đều chính xác hết. Đó là một cái điều mà rất là hay của cái hãng này khi nó làm cây thước này. Nên giá nó hơi cao. Thì cái thước này nó có thể đo được cả hệ inch và hệ sen, hệ mm. Cái này thì như là 100% là mm. Cái thước này là hệ mm hết nhé. Hay cái thước này nè. Còn cái thước này, để coi, cái thước màu đỏ này thì là làm vừa hệ inch và vừa hệ mm luôn, hệ mét đó. Thì cái thước này giá là bao nhiêu? Mọi người thể xem trên màn hình. Giá của nó khá là cao nhưng chất lượng của nó thì mình nghĩ nó xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra. Một điều đặc biệt khi chúng ta sử dụng cái thước này, mọi người lưu ý, đó là khi chúng ta buông ra, chúng ta đừng có để cho nó chạy tự do. Tại vì bản thân của cái cục 500 này nó khá là giòn, nên khi chúng ta buông mà để nó chạy tự do mạnh quá, nó sẽ bể cái cục 500 này. Mà khi bể cái này thì nó sẽ rất là mệt. Tại vì cái cục 500 này nó được tính toán rất là chính xác rồi. Nếu mà nó bể thì chúng ta chỉ còn móc như thế này thôi, chứ chúng ta không có làm như cái kia được. Và khi chúng ta móc thì nó sẽ giống như cái thước bình thường. Đây, nó cũng được tính cho mọi người thấy nè. Ngay mép luôn nè. Làm sao để thấy ra bên đây, cái mép bên đây. Đây. Ngay mép cây miếng gỗ luôn nha, móc là ngay mép miếng gỗ luôn. Còn khi chúng ta kéo thì nó sẽ cộng vô khoảng ở đây nó tầm vô khoảng, khi chúng ta kéo thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ giải thích cho người lại để chúng ta làm sai. Khi chúng ta kéo ra đúng không? Chúng ta kéo ra như này, kéo ra, chúng ta đo. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn đo chính xác á thì chúng ta đẩy vô một cái thì nó là ngay cái mép luôn mới chính xác. Còn chúng ta kéo nghịch như thế này thì chúng ta phải cộng vô cái kích thước của cái cục 500 thì nó mới ra cái thước chính xác được. Thì sản phẩm này giá 8m là giá 521.000 và 5m thì giá nó là 382.000. Mua hai sản phẩm này thì chưa đủ được khuyến mại, chúng ta tìm thêm một sản phẩm khác lên Tamo để được tặng thêm một cây thước này. Ok, 171.000. Rồi, đó là hai cây thước
ba cây hước kéo. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người một cây hước kéo khác. Đây là cây hước kéo của hãng Hutterford sản xuất cho solar. Hutterford thì mọi người cứ lên mạng đánh chúng ta xem. Thì cây thước này là cây thước macro, gọi là một trong những cây thước tiên tiến nhất hiện tại. Chúng ta có thể xem ở trên trên mạng có một số người thì người ta xài thấy rất là thích. Tức là cây thước vừa là thước đo mà vừa có thể tự đánh dấu được. Tức là bình thường khi chúng ta đo cây thước như thế này, chúng ta phải lấy một cây viết chúng ta đánh dấu. Còn bây giờ cái thước này nó đã có cái việc đánh dấu ở trên đây luôn. Mọi người thấy nó có một cái máu nhọn nè, cái máu này để gạch, nó để gạch. Thì bây giờ khi mà chúng ta muốn đo đúng không, bây giờ chúng ta sẽ kéo ra cái này á, chúng ta để ý nha, nó sẽ hơi khó cho chúng ta ở chỗ là khi mà chúng ta muốn làm chúng ta kéo ra, chúng ta bóp cái này chúng ta móc ra được nhé. Thì nó sẽ có hai cái máu nè, cái máu phía trên và cái máu phía dưới. Thì cái mà chúng ta đánh dấu là cái phía dưới này. Chẳng hạn ở đây mình, ở đây mọi người thấy có cái hai cái ngạnh nhú nhú nè. Bây giờ mình muốn nó nằm ở mức 6 ly thì mình chỉnh nó ngay 6 ly đúng không. Rồi ở đây mình đánh dấu thì nó sẽ đánh dấu lên miếng gỗ của mình. Thì thay vì mình phải dùng một cây bút mình đánh dấu thì có thể nó không chính xác. Riêng mình đánh dấu như thế này thì nó sẽ chính xác hơn, tại vì nó đúng ngay như vậy rồi đó. Thì sau khi chúng ta dấu xong thì chúng ta thi gạch. Cái thước này nó có thể đo được vòng tròn, người thấy phía sau này có thêm một cái trò này nữa nè, cũng khá là hay đó. Để phát huy hết tác dụng của cái này thì chúng ta có thể xem trên website thì mọi người sẽ hiểu được cái công dụng của nó. Rất là xịn, thước rất là xịn. Cái này thì nó xài hệ mét. Chuẩn của nó đây, mọi người có thể xem cái chuẩn CE này, M17 nè, class 2. Đó là tất cả những cái chuẩn của đó. Thước này khá là mắc tiền. Cái này chỉ có dài 30m thôi và made in Europe. Nó ghi chung là made in Europe, tức là made in tại sản xuất tại châu Âu, chứ nó không có sản xuất chi tiết tại cái hãng nào hết. Ở tại cái nước nào hết. Nói chung nó ghi chung vậy đó. Thì giá của cái thước này mọi người có thể tìm trên website và mua, giá là 652.000. Ai thấy thước này cũng hết hồn, nhưng mà những ai mà đang tìm kiếm thì mọi người có thể mua được đó. Hồi xưa giờ thấy trên mạng thôi, muốn mua cũng mua được, giờ có để mua rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người cây thước thủy. Thước thủy là một trong những cái niềm tự hào và đặc biệt nhất của solar. Hàng thủy của nó thì bảo hành đến 30 năm, đó là bên Áo nha. Còn Việt Nam thì chắc nó không bảo hành được đến như vậy đâu. Đây là cây thước thủy đúc, cái này đúc nhôm đúc, có hai dạng đúc, cái này đúc thép, cái này đúc nhôm. Cái này thì nó sẽ không có cao cấp bằng cái này. Cái này là hàng cứng nhất, bao rớt bao mọi người cán xe qua luôn cũng sao hết. Còn cái này bằng nhôm. Thì mọi người thấy về cái chất lượng hoàn thiện của nó cực kỳ tốt. Mình sẽ bung một cái cây thước ngắn nhất ra cho chúng ta xem. Thứ nhất về màu sắc cực kỳ sang. Chúng ta nhìn gần để chúng ta thấy được cái chất lượng của nó, cho mọi người thấy nó sướng như thế nào. Đây. Nhìn cái thước thôi là không muốn xài luôn rồi đó. Quá đẹp. Đây là những cái chuẩn sai số. Thì con này nó đo thuận được, tức là đo theo hướng này, hoặc đo nghịch là đo theo hướng này. Tức là chúng ta có thể đo từ dưới lên hoặc đo từ trên xuống. Cả hai thước, không phải thước thủy nào cũng làm được chuyện đó đâu nha. Chỉ cái thước thủy nào nó ghi làm được cái chuyện đó thì nó mới làm được thôi. Còn cái thước thủy đa số nó chỉ đo được chiều trên thôi. Thứ hai, thủy này là thủy lúp 3 chiều. Lúp là sao? Lúp tức là nó phóng đại lên. Cái giọt thủy bên trong thật sự rất là nhỏ, nhưng mà khi mà mình nhìn qua đây thì mình thấy nó rất là bự. Đó là thủy lúp, tức là ở bên trong nó làm bầu ra. Chất liệu của cái phần đúc này là chất liệu cao cấp gần như nhất hiện tại. Cả chỗ này và cả chỗ này. Đó lý do tại sao nó dám bảo hành tới 30 năm. Chúng ta xài hoài nó không có bị mờ. Nó không có bị mờ như những dòng khác. Những dòng khác nó là nhựa, còn cái này nó là mica cao cấp. Nó khác. Con này thì nó có phần 500 phía sau, 500 bị ẩn phía dưới. 500 này để chúng ta hít trên bề mặt kim loại khi mà chúng ta đo. Rồi tiếp theo đó là độ sai số. Thì chúng ta sẽ thấy ở trên đây, nếu chúng ta đo thuận thì sai số nó chỉ có 0.5mm trên 1m. Còn nếu đo nghịch là 0.75mm trên 1m. Đó là một trong những cái sai số nhỏ nhất hiện tại trên thế giới về thước thủy. Những anh em nào đang cần những cái thước thủy chính xác, bền, đẹp, chất lượng tốt,
thì anh em có thể mua solar. Mình nghĩ mọi người sẽ không hối hận khi mua cái thước này đâu. Mình bán cái này mình rất là tự tin ha. Nó là cái thước thủy mình tự tin bán nhất tại shop của mình. Thì đây là cái thước 40. Cái thước 40 này thì mọi người có thể tìm mã là AZM 40, giá của nó là 910.000. Mức giá có thể là hơi mắc khi mà chúng ta so sánh với những cái dòng thước rẻ tiền khác, nhưng là nếu chúng ta cầm cái thước này lên thì chúng ta sẽ cảm nhận một cái sự hoàn toàn khác biệt. Đảm bảo mọi người luôn, hoàn toàn khác biệt. AZM 40 giá là 895.000, xin lỗi mọi người. Nếu chúng ta muốn dài hơn thì nó có cây 60. Cây 60 nè, chúng ta mở lớn lên để coi hết cây thước 60 nó dài bao nhiêu. Cây 60 này thì cái độ sai số cũng y chang như vậy, cũng 0.5 và 0.75. Thì cây này nó là giá bao nhiêu ta? Giá là 992.000. 992.000 đó cũng có hai ống thủy, chúng ta có thể đo ngang đo dọc hai chiều khác nhau. Rồi, dài hơn nữa thì mình có cây 80. Cây này là 80 nè. AZM380, độ sai số y chang, những thông số cũng y chang luôn. Thì giá của nó thì mắc hơn chút, 1.213.000. Mua một cây thước này chúng ta đã có thể được tặng một cây thước này 171.000. À, đây là chương trình khuyến mại rất đặc biệt chỉ tại Thước Lâm Mộc và chỉ dành cho 10 người duy nhất thôi. Rồi, tiếp theo nếu không thích nữa thì mọi người có thể mua cây thước này, đó là cây thước dài 1m2. Cây thước này thì mình sẽ không có ship đi nha. Mình lưu ý mọi người, mình không ship tỉnh cho những cây thước này. Cây thước này thì mình mua chủ yếu là phục vụ cho anh em đến trực tiếp tại shop. Thì giá của nó là 1.773.000. 1.773.000. Nhiều người sẽ nói ở mắt. Nói chung là khi chúng ta xài rồi chúng ta sẽ biết. Cái thước này thì nó có 3 cái ống thủy, một ống thủy ở giữa và hai ống thủy hai bên. Cũng có thể đo được hai chiều và sai số giống nhau. Đo thuận là 0.5 và đo nghịch là 0.75. Có 500 và nó gọi là acrylic block, là cái thủy này là thủy chống va đập. Rất là tốt ha, bảo hành 30 năm. Bảo hành 30 năm. Bên nước ngoài, Việt Nam thì không có ha. Bảo hành ở đây là bảo hành thủy chứ không bảo hành cái khơi nhôm này. Nhôm này mọi người lấy búa người đập bể không có bảo hành nha. Người ta chỉ bảo hành cái cục thủy này thôi, tức là độ chính xác của nó. Nó rất là đặc biệt. Rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người cái thứ thủy. Tiếp theo nó còn cao cấp hơn nữa, xịn hơn nữa ha. Mọi người thấy cái này có 500 nó thích nè. Đó là cái thứ thủy đúc. Cái thước thủy đúc thì cái thước thủy đúc này nó rất là cứng và nó đúc rất là hay ở chỗ là nó đúc cái ống thủy này vô rất là chính xác, không giống những cái dòng thước thủy khác. Thì cái này nó cũng đo được hai chiều, chiều thuận và chiều nghịch, và cái độ sai số của nó thì nếu mà đo thuận là 0.5mm/1m, còn đo nghịch là 0.1 là 1mm/1m, tức là cái sai số này cao hơn. Cái sai số của cái loại này là 0.25. Đây này chỉ có 0.75 khi đo nghịch thôi, còn này khi mà đo nghịch là không tới một lần thì nó cao hơn chút xíu. Nhưng bù lại cái thước thủy này nó có gì đặc biệt? Thứ nhất, 500 cực mạnh, rất là mạnh luôn. Mình đã test cho mọi người xem cái thước thủy này rồi, cứ coi ở trên YouTube mọi người sẽ thấy cái thước thủy này mình đã test để hít những cái lưỡi cưa rất là mạnh. Thứ hai, chống va đập cực kỳ cao, tại vì mọi người thấy nó đúc nguyên một khối luôn. Thứ ba là cái độ gia công khi nó tích hợp cái phần 500 vô rất là hay. Nó tích hợp sẵn vô cái cây thước này luôn và nó mài phẳng luôn. Còn cái này thì mọi người thấy nó là đa số những cái thước thủy nó sẽ làm như thế này. Đây. Nó ẩn bên trong cái cục 500 á, nên là nhìn thì nó sẽ không có đẹp bằng, và nếu mà người ta khai công không chính xác, cái cục này nó bị lòi ra đó thì nó có thể bị sai số ha. Còn riêng cái này nó đã được mài phẳng luôn nên nó rất là chính xác. Thủy này nó cũng có hai ống thủy và cũng là thủy lúp, thủy phóng đại. Thì chúng ta đo được hai chiều, chiều đứng và chiều nằm. Và chiều nằm thì có thể đo được hai kiểu, kiểu này và kiểu này. Ngay kiểu đứng lên và kiểu ngược lại đều hay được hết á. Thì cái cây này thì hiện tại mình còn 40cm MR40. Thì giá của nó là bao nhiêu thì chúng ta hãy xem trên màn hình. Giá của cái MR40 này là bao nhiêu ta? MR40 1.037.000. Nghe 1.037. Ở đây có ghi mà không thấy. Thì nếu mà mua cây thước này thôi mà mọi người thấy mắc quá, nhưng những em cơ khí thì sẽ biết được cái giá trị của thước này. Chống va đập sử dụng rất là tốt. Những cái thước rẻ tiền chúng ta hãy mua, chúng ta xài, chúng ta thấy rẻ tiền ok, nhưng mà khi nó rớt một lần rồi thì nó sẽ không còn chính xác nữa. Đó là điều đặc biệt của cây thước này, nó sẽ chống va đập rất là tốt ha. Mọi người thông tin về cứ lấy để ngoài đường, lấy xe máy rồi cán qua đồ không sao hết. Rồi, tiếp theo là một cây thước cao cấp hơn nhưng mà giá rẻ hơn, đó là cây thước thủy cũng là thủy đúc nhưng mà nó là thước tam giác. Mình không hiểu tại sao cái kiểu này thì giá là thường nó sẽ cao hơn một chút xíu.
Thì cây hước thủy này nó cũng dài 40cm và nó cũng có hai ống thủy, một ống thủy ngang và một ống thủy đứng như thế này. Thì cái này nó cũng đo được hai chiều, chiều thẳng đứng và chiều thuận và chiều nghịch. Chiều thuận thì sai số đó là 0.5 và chiều nghịch là 1.0. Tức nghĩa là hai cái này về sai số đo là giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức kiểu. Thủy cũng là thủy lúp, cũng giống y chang. Nói chung là giống, gần như là giống nhau hết. Chỉ khác là cái kiểu này thì mình thấy tại sao người ta lại thích xài hơn. Và cái này cũng có 500, giống như cái này, và 500 của nó là cực mạnh ha. 500 rất là mạnh. Người nghe cái tiếng hít là chúng ta thấy được cái sự mạnh của nó rồi. Cái này là nhôm đúc. Cái này cũng là nhôm đúc, mà nhôm này là nhôm hợp kim ha. Xin lỗi mọi người chứ không phải thép nha, nhôm hợp kim. Đó. Mình đính chính là thông tin. Và giá của thước này đó là 910.000, mã đó là M40, 910.000. Còn chút xíu nữa thôi là được khuyến mãi ha. Mọi người kiếm cái gì mua để được khuyến mãi chút xíu nữa ha. Những anh em nào đang cần những cái thước chất lượng cao để sử dụng trong một thời gian dài và đầu tư một lần, thì mình nghĩ solar đó là một cái lựa chọn rất là tốt, đặc biệt là thước thủy và thước kéo. Còn nếu mà chúng ta muốn mua những cái thước ke gốc mà chất lượng tốt, giá phải chăng, thì solar cũng là một lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho chúng ta ha. Rồi, đó là tất cả những sản phẩm mình chia sẻ ngày hôm nay, và mình xin nhắc lại một lần cuối cùng. Tất cả những hóa đơn nào trên 1 triệu khi mua sản phẩm của Solar, mua qua website, mua qua điện thoại, mua tại tiếp cây cửa hàng, đều được sẽ tặng một cây cây thước này, hàng sản xuất tại Thụy Điển, giá 171.000. Tức là 1 triệu là giảm được 171.000 đó. Đó là ưu đãi cực kỳ hấp dẫn và mình chỉ dành cho 10 người duy nhất đầu tiên. Và sản phẩm này hết thì mình sẽ không còn khuyến mãi đó nữa. Và mình đảm bảo mọi người, đó là sự thật chứ không phải là mình nói ra rồi mọi người đến cái hết rồi trong khi mình chưa bán cái nào. Không bao giờ như vậy, mình đã nói ra là mình sẽ làm được, mọi người yên tâm ha. 10 người duy nhất ở đây, mình đã có sản phẩm ở đây nè. Ở đây thật sự mình có tới 11, 13 cây rồi, nhưng mình chỉ khuyến mãi 10 cây thôi, còn 3 cây thì mình để dành mình bán, hoặc là mai mốt mình để làm gì đó, đó là chuyện của mình ha. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người thích hãy đăng ký subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Hàng ngày thì thường mình sẽ livestream vào cái giờ này, tại vì giờ này mình mới rảnh, hoặc là cái buổi trưa, đó là hai cái thời gian mà mình rảnh nhất trong ngày để chúng ta có thể lên sóng. Còn những cái giờ khác thì mình hơi bận chút xíu. Và những anh em nào mà không có thể xem được trực tiếp video thì chúng ta có thể xem sau đó, không sao hết. Tối khi chúng ta rảnh thì chúng ta có thể xem và chúng ta tranh thủ chúng ta đặt hàng. Thì mình lưu ý mọi người đó là cái thước, trừ cái thước 1m2 thì mình sẽ không có ship đi. Còn tất cả những sản phẩm khác ở đây thì mình có ship được. Hàng khối solar được một cái là đẹp, chất lượng tốt, chuẩn châu Âu, hàng của Áo ha. Rồi, tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.